Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 7, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, xem xét và ra nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quách Minh Dũng chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Nừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều cho biết, 6 tháng qua với sự quan tâm lãnh đạo điều hành của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, đặc biệt là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng quyết tâm của toàn xã hội, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện đạt nhiều kết quả tích cực, kinh tế huyện tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay huyện đã duy trì đạt 5 trên 9 tiêu chí và 33 trên 38 chỉ tiêu đang tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Vĩnh Trạch Định Thành và nông thôn mới thông minh đối với xã Thoại Giang đảm bảo theo lộ trình kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội của huyện cũng còn một số khó khăn. Tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu liên tục tăng, tác động ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống và sinh hoạt của người dân. Việc thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao và chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp còn ít, nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, bà Nguyễn Thị Minh Kiều đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.